Phẩm này có tên là Trừ Các Điều Ác. Thường thường á, hồi nãy mình ăn cơm buổi trưa đó, ngày nào mình ăn cơm mình cũng làm ba điều. Một là phải phát nguyện bỏ các điều ác. Hai là phải giữ làm các điều lành. Ba là giữ tâm thanh tịnh hay là độ chúng sanh. Ngày nào mình cũng nói câu đó trong cái bữa ăn của mình. Cho nên mình ăn chay á, mình ăn chay, mình thực tập ăn chay, mình làm những cái việc lành đó là mình đang thực hiện cái việc gọi là bỏ ác làm lành. Mình mượn cái ăn nào mà mình có thể nhẹ nhàng nhất ăn thì để mình no, mình sống, thì bây giờ mình lựa cái ăn nào mà không có tổn hại đến những con vật khác, những loài khác. Cho nên mình tập ăn chay thì ngay cái bữa ăn chay của mình đã là bỏ ác làm lành rồi. Ngay cái đó mình ăn mà mình không có thấy cái đau khổ của người khác. Cho nên tại sao mình cúng dỗ, mình cũng khuyên là cúng dỗ chay. Rồi nói là mình mà cúng mặn thì ông bà mình chịu cái lỗi đó. Thì vừa rồi đi Mỹ có một Phật tử đặt câu hỏi, tại sao mà ông bà mình cúng dỗ cho ông bà mà ông bà không biểu mình làm, không biểu mình cúng đồ mặn, mà cũng không hề biểu, mà cũng không hề ăn, thì tại sao người đó phải lãnh cái tội? Trong khi đó người sống ta làm mà, người sống ta làm, người sống ta muốn ăn, là thậm chí cúng xong người sống ăn. Người chết không có ăn mà người chết không biểu làm, mà tại sao lại nói là làm đồ mặn cúng dỗ thì người chết có tội? Cái đó là một cách nói, tại vì khi mình cúng tức là ông bà mình là cái duyên, cái nhân để mà mình khởi cái ý niệm muốn cúng. Vậy thì họ là người, họ là cái nhân chính để mình có cái buổi dỗ này. Cho nên vì thương họ mà cúng thì mình phải nói mạnh để cho họ thương trọn vẹn. Thương người đó là cái nhân cúng, thì mình hãy cúng một cách lành mạnh để cho người đó nhẹ nhàng. Cũng giống như mình hay nói, con thương ba thì con phải làm điều đó. Tại vì nếu ba là cái điểm để cho con khởi tình thương, thì con hãy vì tình thương mà thương cho trọn. Cho nên gọi là trừ ác. Ác là cái gì mà phải trừ? Định nghĩa chữ ác đơn giản thôi. Nói cách nhiều cách nói lắm, nhưng mà mình để dễ nhớ thì mình nhớ chữ ác là tổn giảm, chữ thiện là tăng ích. Pháp Hòa nói như vậy để cho đại chúng dễ nhớ. Nói nhiều quá hay quên, không chừng lát cũng quên nữa, chứ đừng nói là nói nhiều hay quên. Thường thường mình cứ nghe nói ác với thiện, nhưng bây giờ mình muốn nói cái ác là cái gì mà phải bỏ, thì mình cứ nhớ là ác là tổn giảm. Nói cái gì, làm cái gì mà làm cho người khác, người ta bị tổn thương cũng ác. Người ta tổn giảm cái niềm vui, ta đang vui vậy mình nói một câu cho người ta tổn giảm niềm vui. Tổn giảm cái đức, cái phước của mình mà làm cho người khác tổn giảm cái hạnh phúc, cái niềm vui của người ta. Không có, không nhất thiết phải là cầm dao giết người. Một lời nói mà làm cho người ta bị tổn thương, làm cho người ta đau khổ cũng là tổn giảm. Cái đó cũng gọi là ác. Cho nên người xưa người ta sợ cái ác như là một loại bệnh dịch, cho nên người ta kêu là ác ôn. Ác ôn nghĩa là cái ác đó, cái xấu đó, người ta sợ nó như là một loại ôn dịch. Chữ ôn này là một loại bệnh, ôn dịch. Cho nên người ta nghe chữ dịch, ôn dịch là người ta chạy liền, tại vì người ta ở gần người ta sợ bị lây. Vừa rồi có một Phật tử, nói Phật tử, một gia đình người Việt, nghe ở bên Las Vegas đó, xả súng bắn mới cách đây mấy ngày đó. Một cái ông đó, ông đứng trên một cái tòa building 30 mấy tầng, 30 mấy, ông rỉa 10 cái súng xuống 20 mấy ngàn người. Thì cái gia đình người Việt này nghe như vậy sợ quá, biểu người chồng: anh ơi, bây giờ đi mua súng về để trong nhà đi, để mà phòng hộ cho gia đình. Thì cái người chồng mới gọi phone cho Pháp Hòa hỏi là mình có nên làm điều đó không. Pháp Hòa nói không nên, mình đâu có mắc chi nghe đằng kia vậy phải đi mua súng để trong nhà, gọi là phòng hộ. Mà trong nhà mình có con nít, mình để lạng hoạng, con nít nó tìm được nguy hiểm. Và cái thứ hai nữa đó,
Có một cái trường hợp xảy ra nè, là có một cái tên cướp đó, nó đi vô trong nhà sau một buổi đi làm về, thì người chồng, người vợ đang ở trong phòng, thì cái tên cướp đó nó phóng vô được cái phòng và nó cướp của. Thì người chồng ở bên ngoài, đi tới cái phòng nghe hai bên giằng co với nhau, người chồng đi qua cái phòng khác lấy súng mà đã chứa sẵn ở nhà, với cái mục đích là định giết cái thằng cướp đó. Nhưng mà không ngờ cái tên cướp đó nó nhào tới và nó chụp cái súng đó, nó bắn chết cả hai vợ chồng. Như vậy thì cái súng mình mua để hộ thân chưa chắc, có thể nó là một phương tiện để mà cho người ta hại mình. Cho nên trong cái bài tụng buổi sáng, mình tụng công phu sáng đó, nó có cái câu đó: quốc giới an ninh, binh cách tiêu. Nhớ cái câu đó trong cái bài hồi hướng sau thời Lăng Nghiêm á: thượng lai hiện tiền, thanh tịnh chúng, phúng tụng Lăng Nghiêm chư phẩm chú, hồi hướng tam bảo chúng long thiên, thủ hộ già lam chư thánh chúng, tam đồ bát nạn câu ly khổ, tứ ân tam hữu tận triêm ân, quốc giới an ninh binh cách tiêu. Binh cách là gì? Đó là những vũ khí. Binh là cái cây giáo, cách là cái cây đỡ. Hồi xưa người ta cầm cái đồ tròn tròn, ta máng vô tay vậy nè. Mấy người lính mà hồi xưa đó là trong người có một cái kiếm, cái giáo gươm, và trên tay đeo một cái nón sắt để người ta đánh mình đỡ. Và khi mà mình sẵn tay mình ấy, thì mình mong cầu cho thế giới này đừng có cái đó nữa. Nói một cách khác là nguyện cho thế giới đừng có đụng vô vũ khí. Mẹ đừng đụng vô vũ khí là gì? Đó là thanh bình. Đó là thanh bình. Cho nên ngày xưa người ta diễn tả cảnh thanh bình, ta không cần nói gì hết á. Người ta nói hai câu này thôi. Người ta nói hai câu này thôi: đất nước này, người dân đi ngủ vỗ bụng kêu bình bịch, ngủ không cần đóng cửa. Nghĩa là gì? Đói cũng được, uống nước lạnh vỗ bụng kêu bình bịch, buổi chiều không có gì ăn hết, uống nước lạnh lấy no, và ngủ không cần đóng cửa, nghèo mà hạnh phúc. Cho nên người Ấn Độ đó, mình đi qua Ấn Độ mình thấy trời mấy người nghèo tội quá, nhưng mà họ nhìn mình họ thấy mình tội lắm. Mình là dân du khách, đi đâu cũng sợ vịn cái túi vậy nè, sợ ông cướp trộm, còn họ không có gì để giữ hết. Họ khoe cả người họ ra, muốn gì lấy đi. Còn mình đi đâu mà hễ có tiền túi là bắt đầu, mà cái người có tiền nhìn biết liền à. Cái người mà không có tiền họ không khe cái bóp, họ muốn giục đâu giục. Mà cái người mà đó, bóp tôi đâu rồi, bóp tôi đâu rồi, cái bóp đó coi chừng. Và cái người mà có của, nhiều khi mình không có nói ra, nhưng mà cái cách của mình, cái cách mình lo sợ, cái cách mình hết hồn khi mình mất cái bóp, cái giỏ, người ta biết liền. Cho cái người mà người ta bình thường, cho nên cái chữ ác là vậy. Mình chứa trong tâm mình, chứa sẵn những cái lời nói giao búa. Quý vị đọc trong kinh, có một cái bài kinh Phật nói là hội chúng cao thượng. Pháp Hòa có nói cái bài kinh đó. Thì trong đó Phật có nói là có những hội chúng họ giết nhau bằng những gươm dao miệng lưỡi. Họ không có xử gì, gặp nhau là nói móc nhau chơi vậy. Thành thử người nào đi đâu cũng giỏ móc vậy. Gặp nhau là móc một câu vậy. Thành thử ra rồi họ sống với nhau nhưng mà làm khổ nhau bằng lời nói. Họ không có hạnh phúc. Thì cái phẩm này gọi là phẩm trước. Cái phẩm trước mình đọc á, là phẩm tịnh giới, nghĩa là giữ giới. Vì giữ giới cho nên có sự thanh tịnh. Và cái phẩm thứ 16 này có cái tên là trừ ác, là mình bỏ đi. Trừ là mình bỏ đi, còn hãy cộng là mình thêm. Thí dụ như mình thấy người ta khổ mà mình nhào vô mình khổ chung. Mình thấy người ta làm bất thiện, mình nhào vô mình bất thiện chung, cái gọi là cộng nghiệp. Người ta mình thấy người ta làm phước, mình hùng phước vô, cái đó cũng là cộng nghiệp. Nhưng mà cộng nghiệp tốt. Chữ cộng nghiệp nó không có xấu. Ví dụ như hôm nay nè, bà xã đi tu mà ông chồng không muốn lắm, nhưng mà thôi bà đi mình chạy theo, ổng cộng nghiệp.
cầu nghiệp, nhưng mà nghiệp này nghiệp tốt. Trong nhiều cái khóa tu mình có cái trường hợp đó xảy ra là vì người kia đi mà người nãy nhạc mình buồn quá, thành thử chạy theo. Hôm nay có một người đặc biệt lắm. Hồi sáng và tụng kinh và ngó xuống thấy cái người đó xuất hiện và vui lắm. Tại nào giờ người này chỉ xuất hiện ban đêm thôi. Xuất hiện trọn một ngày là một sự vui vẻ. Cho nên cái chữ trừ ác là mình bỏ đi cái xấu. Thì trong cái phẩm này á, có một người thanh niên tên là Thiện Sinh. Nghe tên là biết anh này nó sống sao rồi. Thiện là tốt, sinh là sống. Người sống lành, sống tốt gọi là Thiện Sinh. Cho nên mình đặt tên con á, quan trọng lắm. Đặt như thế nào mà mình gửi gắm cái tâm mình vô đó. Cho nên lúc mà Pháp Hòa quy y cho Phật tử, và cũng hay nói vậy, lúc mình sanh ra cha mẹ luôn chọn một cái tên hay để đặt cho mình, bằng cả tình thương và ước nguyện của cha mẹ đối với người con. Thì khi mà mình quý thầy đặt cho mình một cái pháp danh cũng vậy, bằng tất cả tình thương và cái ước, cái mong ước của quý thầy ở trên cái tên đó của mình. Ví dụ có một vị nào pháp danh là Từ Báo, chữ báo là chữ U á, của báo á. Trên đời này không có cái gì quý báo cho bằng lòng từ bi. Người có lòng từ là có tất cả. Một chút xíu nữa mình nói cái đoạn đó. Ở đây mình, anh chàng Thiện Sinh này hỏi Phật như thế này: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát đã thọ U Bà Tát giới, tức là đã thọ giới cư sĩ rồi. Quý vị nhớ U Bà Tát là cho các vị nam, U Bà Di là cho các vị nữ. Nhưng mà luôn luôn lấy một để biểu thị cho cư sĩ tại gia, nam lẫn nữ, và lấy U Bà Tát, tức là giới cho cư sĩ. Giới cho cư sĩ, nếu có các điều ác trong hay ngoài và nhân duyên bất tịnh, làm thế nào xa lìa được? Cái câu này có nghĩa là nếu như mà lỡ cái điều ác nó sinh trong tâm mình, nó sinh trong tâm mình là sinh bên trong, nó sinh bên ngoài, hay là nó có cái duyên nào để nó sinh cái điều ác? Pháp Hòa ví dụ như là cái đứa nhỏ đó, nó đã sẵn cái tánh dữ trong người nó rồi, ai đụng tới nó là nó chửi, nó cung tay nó múa. Nhưng mà hễ mà lúc mà nó giận cường độ rồi mà xung quanh nó có cái cây nó quơ nó đập người ta, thì cái cây đó là gì? Cái cây đó là duyên để cho nó phát triển cái hung dữ của nó một cách mãnh liệt hơn nữa. Thì bây giờ anh chàng Thiện Sinh ảnh hỏi Phật: bây giờ nếu có một cái điều ác nào nó sinh trong con, nó sinh bên ngoài, và nó có những nhân duyên mà để nó sinh cái điều ác, thì con làm sao để xa lìa nó? Thì Phật mới dạy: thiện nam tử, Bồ Tát nếu có các điều ác trong hay ngoài và nhân duyên bất tịnh. Chữ bất tịnh nghĩa là cái cảnh đó, bên trong, bên ngoài và duyên đó nó không còn thanh tịnh. Bất tịnh là không còn tịnh, không còn sạch, không còn yên lặng. Ở một cái trường hợp nào đó, thí dụ như nói các pháp bất tịnh, thì cái chữ bất tịnh này nghĩa là vô thường, thay đổi. Chữ bất tịnh ở đây ngược với chữ tịnh. Bất tịnh là hễ cái gì mà nó ô nhiễm gọi là bất tịnh. Thì Phật dạy nè: nếu như cái điều ác đó mà trong hay ngoài nhân duyên bất tịnh, người ấy nên tu niệm Phật tâm. Niệm Phật tâm là niệm sao? Tức là người đó, chữ niệm này không là không có, ở trường hợp này không còn có ngoài cái nghĩa bình thường là lâm râm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Ngoài cái nghĩa đó, nghĩa là người đó trở về nghĩ nhớ đến Phật. Cũng giống như mình ngồi tụng kinh đó, hay là ngồi thiền đó, trong khi mình ngồi thiền, ngồi tâm nó nhảy quá trời, nhìn lên tượng Phật, thì cái hình ảnh của Đức Phật nó giúp cho mình lắng xuống. Cho nên khi mà mình nhớ đến Phật đó, thì mình sẽ một phần giảm đi cái xấu. Cái chữ ác này á,
bất cứ những cái gì mà nó làm cho tâm mình đi ngoài cái phạm vi là bất tịnh hết. Có nhiều khi người ta kêu là cái gì, gọi là loạn tâm hay là vọng tưởng. Có nhiều người sợ, nói trời ơi, con ngồi thiền mà con nghĩ tầm bậy, tội. Thật sự quý vị đừng lo chuyện đó. Chính vì tâm mình khi ngồi thiền, khi tụng kinh, khi làm việc tu hành đó, mà khởi những cái tâm ý bất tịnh đó, chính cái đó là cái duyên để mình phải tu cái này. Chứ nếu mà tâm mình không còn khởi gì hết thì đâu cần theo mấy pháp này chi nữa. Mình đã tỉnh rồi. Giống như cái người mà hết bệnh thì mắc chi đi tìm thuốc. Mình có bệnh mình mới tìm thuốc. Cho nên tới bác sĩ mà kê khai bệnh đừng có sợ mắc cỡ. Ông bác sĩ ông còn khoái nữa. Tại vì mình khai nhiều bệnh, ông có nhiều việc làm. Cho nên đừng có ngại cái chuyện đó. Có nhiều vị ngại, nói trời ơi, tâm tôi bất tịnh quá, tôi chắc tôi không có duyên tu. Không phải đâu. Mình duyên dữ lắm mới biết là mình không tịnh, chứ xưa nay mình chạy theo nó. Hôm nay mình tu rồi mình biết quá chừng, quay trở lại. Thì cái chữ niệm Phật tâm là gì? Là trở về với cái tâm trong sáng của mình. Nếu người chí tâm niệm Phật, người ấy sẽ lìa được các điều ác trong ngoài, nhân duyên bất tịnh và tăng trưởng từ bi phát sinh trí tuệ. Bây giờ có nhiều người ta niệm Phật lâm râm cũng được, nhưng mà ít nhất cái miệng người ta còn niệm Phật, cái tư tưởng người ta còn nghĩ tới Phật, còn nhớ danh hiệu Phật. Cho người niệm Phật cũng rất tốt. Thí dụ mình cầm sâu chuỗi mình cứ niệm. Ở trên nhà dưỡng lão, thỉnh thoảng buổi chiều Pháp Hòa ghé lên, ghé vô trong cái chánh điện á, thì bước vô thấy có con bác ngồi cầm sâu chuỗi niệm Phật. Thì thỉnh thoảng Pháp Hòa đi lên buổi chiều là gặp vị Phật tử đó ngồi niệm Phật. Mà trong khi mình niệm Phật như vậy, ai bước vô chỉ gật đầu chào một cái thôi. Mình ông thầy bước vô niệm thầy liền, biết là thầy được rồi, như đó thôi, rồi trở về niệm Phật, không cần phải dừng chuỗi. Thầy khỏe không? Ăn uống gì chưa? Hỏi ăn chưa mà có gì đãi không? Hỏi. Khỏi hỏi. Thầy bước vô thầy thấy mình niệm Phật là được rồi. Và thầy tự nhiên tự ý thức thầy, thầy cũng sẽ im lặng để hộ duyên cho mình. Thành nữa ra cái cảnh nó đến, mình đang ngồi tịnh bên trong, tịnh bên ngoài, tự nhiên có người bước vô, đó là duyên để cho mình nghĩ. Cái duyên cái mình nghĩ thì lỡ mình phóng duyên một cái, nhận ra biết thôi, nhận biết một cái, thầy đủ rồi, chấm hết. Không có hỏi bữa nay thầy ở đâu vậy, thầy dẫn ai vô. Không cần hỏi gì hết, tại vì mình hỏi mà cũng không làm gì được hết. Rồi ông thầy ông thấy mình niệm Phật vậy, ông cũng trợ duyên cho mình bằng cách xá mình cái, rồi ông cũng nhỏ nhỏ với Phật tử. Cho nên nhiều khi quý vị bước vô đây nè, bước vô chánh điện mà thấy đại chúng đang ngồi hết rồi, không có nói chuyện, tưởng sao thấy người ta đang ngồi im hết, còn ngoắc nữa, lè đi bà, lè lên. Tức là mình không thắng được cái gì. Chữ thắng này là stop đó. Cho nên mình bước vô chánh điện, mình thấy mọi người ngồi thiền rồi, bây giờ mình đi trễ thì phải đi càng chậm. Mình sợ người ta biết, đi càng nhanh. Mà đi càng nhanh thì cái bước chân mình nó mạnh. Bước chân mình mạnh, động niệm ta, cái ta mở mắt, tao coi bà nào vậy. Hồi nãy mình đi im lặng là ai biết mình là ai. Thành thử ra nhiều khi mình sợ trễ, mình vụt, mình gấp, thì lại là cái duyên tạo cho mình biết càng thêm. Cho nên buổi chiều hay buổi tối, lúc nào mình niệm Phật, ở bên Bhutan á, hay là ở bên Tây Tạng á, đi vô những cái nhà già đó, không thấy người ta nói chuyện. Những người già ở bên đó không có nói chuyện với nhau. Mặc dù người ta ngồi nguyên nhóm mấy chục người vậy nè, mà mỗi người sâu chuỗi niệm Án Mani Bát Di Hồng, không có nói chuyện. Không có hỏi con bà lúc này làm ở đâu, lương nhiêu tháng, không có hỏi. Hỏi tôi mới được chính phủ cho ghé bà có không. Không có hỏi gì hết.
Đi qua bển thăm mấy người già, đi vô đó là thấy mấy bà mấy ông ngồi người sau chuỗi niệm, không có nói chuyện. Thậm chí họ đi chợ tay họ vẫn cầm chuỗi họ lần. Họ muốn mua cái gì là họ bước tới họ mua, xong rồi họ không có để cho cái tâm họ tạp nhiều. Thành thử ra người nào sống cũng bình an hết. Giờ người kia lãnh lương tháng 1000, mình lãnh tháng 800, mà thấy hình như bữa ổng mình không có thiếu ăn bữa nào hết. Cho nên họ an lạc. Thì giờ Phật dạy mình, người mà muốn giảm đi cái điều ác đó thì phải niệm Phật. Chữ niệm là tỉnh giác, niệm là nhớ nghĩ, Phật là tỉnh giác. Tỉnh giác trong mọi giây mọi phút. Thí dụ hồi nãy mà mình bước lên thấy im lặng, mình tỉnh liền. Ồ, đại chúng đang ngồi im, mình đã tới trễ cho nên mình phải đi nhẹ. Thường thường trong chùa tay để câu xung quanh: đi nhẹ nói khẽ. Quý vị nhớ câu đó, niệm câu đó thường: đi nhẹ nói khẽ. Mình đi thì cái bước chân của mình nó phải dở lên. Đi mà lết dép nó quen, mai mốt về cực lạc rách bông sen hết. Trừ trường hợp mà người mà ta bệnh, ta không có dở cái chân lên được. Còn mình mà đi được, mình tập bước đi của mình thật thanh thản. Cho nên cái bước chân đi của mình nó cũng nói lên được cái nội tâm của mình, cái tĩnh lặng của mình. Bây giờ Phật dạy tiếp cho mình 7 cách quán sát về Đức Phật. Một, Đức Phật dạy: thiện nam tử nên quán sát, nên quán Đức Như Lai có 7 sự thù thắng. Chữ thù thắng là gì? Thù thắng nghĩa là vượt hơn cái bình thường. Ví dụ như mình, người ta nói chuyện sốc, mình giận lắm, mình nói cái người đó mà nói một câu nữa là mình sẽ tạt lại đó. Nhưng mà cái đến khi mà lần họ nói một lần nữa mà mình vẫn nhịn được, thì cái nhịn cuối cùng đó là cái nhịn thù thắng. Nhiều khi mình tới cái mức đó mình chịu hết nổi rồi, nhưng mà ráng được chút nữa thì cái ráng đó, cái giây phút ráng là thù thắng. Pháp Hòa ví dụ như mình tới khóa tu, mới đầu mình đăng ký 4 ngày tu, một ngày thôi là mình thấy câu bộ xong rồi, không xong rồi. Trời ơi, 5 giờ sáng bác thức rồi tụng rồi gì tới 10 giờ đêm quải quá. Bắt đầu là lên check vé coi đổi vé được không. Cái mình nghĩ bây giờ có 3 ngày mình đã đổ qua tới đây rồi mà không ráng nữa uổng quá. Thì cố gắng mình vượt được ngày thứ 2, rồi ngày thứ 3, rồi cuối cùng đến cái ngày viên mãn. Thì lúc đó là thù thắng. Mà không có khóa tu nào mà không có những người mà khởi cái tâm đó. Chịu không nói, tại vì chưa quen. Có nhiều vị mà qua đăng ký khóa tu 10 ngày, mới qua ngày đầu chưa có vô thời khóa vui lắm. Trời ơi, thích quá, ở luôn cũng được. Nhưng mà qua hết một ngày một là ngủ không được. Ban ngày thì mệt, nhoài, ban đêm về ngủ không được. Tại sao? Tại vì kèn tay kèn ta thổi. Ca lăng tần già cộng mạng Khổng Tước gì nó hát đầy hết trơn ở trong một cái sen đó, có ao sen đó. Mình thì hạ phẩm, ông kia ông thượng phẩm, vân vân. Cả đêm ngủ không được, rồi bắt đầu nguyên một ngày sinh hoạt, một ngày hai ngày mệt nhừ, chịu đâu có nổi. Thì mình có cái ý là mình muốn thối lui. Nhưng mà khi mà mình vượt được nó thì cái vượt đó là thù thắng. Ai mà chẳng tụng kinh, nhưng mà có nhiều người tụng 5 phút đứng dậy chịu không được. Mà thậm chí có nhiều người nghe chữ tụng kinh là chạy rồi đó, chưa kịp vô ngồi nữa. Còn mình mà chịu khó ngồi được hết thời kinh thì quả thật là tụng kinh công đức thù thắng hạnh. Không có ai cũng làm được đâu à. Thấy đơn giản vậy đó. Thấy đơn giản là ngồi xuống mở kinh ra tụng. Nhưng mà có người vừa tụng vừa ngủ cũng có. Có người tụng mà lo ra cũng có. Có người tụng bồn chồn khó chịu cũng có. Khó lắm. Hồi nãy có một vị hỏi Pháp Hoài chứ,
Khi mà mình bước vô mình tụng kinh thì tự nhiên cái gì nó chướng mình, nó làm cho mình mặt mày tối tăm chữ không thấy được. Thì Pháp Hòa nói cái đó là cái chướng, cái nghiệp chướng của mình. Thì giờ trước khi lên tụng kinh nên lên lại Phật, sám hối và nguyện hộ pháp thiện thần gia hộ cho mình vượt cái chướng đó. Có nhiều vị, có nhiều khi một cái khóa tu nhỏ như thế này chừng 100 người trở lại, nhưng mà Pháp Hòa được gặp một vài vị đã cố gắng dữ lắm mới có thể tới đây được 3 ngày. Thì những vị nào mà dù quý vị không trực tiếp nói với Pháp Hòa, nhưng mà qua 1-2 câu hỏi thăm thì Pháp Hòa cũng hiểu được là quý vị đã cố gắng dữ lắm quý vị mới tới đây được. Thì trong tâm Pháp Hòa cảm nhận được quý vị đang làm một cái công việc là thù thắng. Tức là quý vị đã cố gắng vượt được những cái khó khăn để đến được nơi này, mà tại vì mình mong tới. Vậy thì khi mình đến được ở đây rồi á, thì hãy tận hưởng cái giây phút mình được ngồi đây. Hết một ngày rồi đấy, ngày mai là chủ nhật thứ hai là mình chia tay. Thành thử ngày ngày nó qua rất là mau. Thứ nhất là mình quán sát rằng Phật có thân thù thắng. Thân thù thắng là sao? Tức là Phật có thân tướng đẹp hơn tất cả những cái thân tướng bình thường. Nhìn Phật mình cảm nhận được một cái năng lực gì đó ở nơi cái thân tướng của Phật. Mà muốn đó được thân tướng đó không phải tự nhiên có, phải do tu mới có. Tại vì Phật có gieo nhân cho nên Phật được cái tướng đó. Thì giờ mình muốn được như vậy mình phải gieo cái nhân, tại vì không có cái gì tự nhiên hết. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ quý vị đến nhà ai, quý vị nhìn vô cái cảnh vườn, wow, đẹp quá, cây cối rất chăm sóc rất đẹp, uống công đẹp lắm. Muốn được cái vườn cảnh đẹp như vậy đâu phải tự nhiên trồng xuống tự nó mọc vậy đâu. Thì cái người chủ phải mỗi ngày bỏ công. Hễ cái lá nào nó héo thì cắt tỉa, cây nào mà nó mọc không có đúng thì cắt gọt tỉa nó, lá rụng phải dọn sạch, rác cỏ rồi phải nhổ, thì người ta bước tới ta thấy cái vườn. Cho nên cái người ta thấy được cái quả, cái thành quả là cái vườn này đẹp, nhưng mà người ta vẫn biết rằng cái nhân là người chủ đó đã để rất nhiều công phu vào cái vườn đó. Cho quý vị nào mà lần đầu tiên đến đây khóa tu này và quý vị bước tới, quý vị, wow ơi, chánh điện lớn, ngồi phòng ăn đẹp, ồ, phòng ở. Nhưng mà nếu mà quý vị đến đây 7 năm trước, 10 năm trước thì quý vị đến đây rồi bây giờ mới thấy là đã vượt qua những cái khó khăn. Còn mình đến đây bây giờ mình không biết được cái nhân trước, mình chỉ thấy cái quả thôi. Nhưng mà mình nếu mình tu tập sâu sắc thì mình sẽ thấy rằng a, cái quả này, hiện tại tôi đang đứng đây và được những cái này thì tôi biết rằng đã biết bao nhiêu công sức ở nơi này. Thì Đức Phật cũng vậy, không phải tự nhiên mà tại vì Ngài là Phật cho nên Ngài được cái đó. Nhưng mà Ngài đã trải qua rất nhiều thời gian để tu tập để được cái đó. Ngay cả một cái nhìn của Phật cũng khác với cái nhìn của chúng sanh mình. Chúng sanh mình mà nếu người nào mình thương mình nhìn khác, người nào mình không thích mình nhìn khác, mà người nào mình muốn soi mói họ mình nhìn khác. Không nhìn thẳng, nhìn liếc liếc coi họ làm gì rồi hất hất chỉ người khác nữa, thấy không? Đó, vậy đó. Tức là mình cũng ra dấu kéo phe đảng bằng ánh mắt, bằng cách trề môi của mình, bằng mình cũng có cái thân, mình cũng có môi mắt miệng như Phật, nhưng mình không có dụng nó đúng. Cho nên cái quả nhiều khi mình sanh ra nó không được như vậy. Cho nên mình học cái thân tướng hảo của Phật không phải để rồi mình khen Phật đẹp như vậy, nhưng mà để mình thực tập là ô, mình cố gắng mình học được chút nào của Phật. Đó là thân quán về Phật, thấy Phật có thân thù thắng. Cái thứ hai là sống đúng như pháp thù thắng. Thân thù thắng rồi, bây giờ cái pháp thù thắng.
Thế nào gọi là pháp thù thắng? Là Phật đã thành tựu được cái pháp đó, và Ngài đã mang cái pháp đó, Ngài hướng dẫn lại cho mình. Cho nên tự lợi, cái pháp tự lợi và cái pháp lợi tha của Phật viên mãn. Còn mình bây giờ á, khi mình đi học với ai á, là mình muốn người ta dạy hết lòng, nhưng mà tới phiên mình dạy người khác thì mình giấu một chiêu. Rồi một người, cái người thứ hai học được vậy, cái họ giấu một chiêu. Thành thử ra lúc đầu học cái 10, xuống tới mình còn 9, xuống người nữa còn 8, cái tới người khác hết cho. Cho nên không có thù thắng là vậy. Cuối cùng cái người mà thứ 10 mà ta học á, là người ta học cái gì nó không có đúng cái tinh ba. Cho nên Đức Phật á, Ngài thành tựu được cái gì, Ngài dạy mình y như vậy. Cho nên Đức Phật, quý vị thấy đọc trong kinh, cái này tôi đã qua rồi, tôi đã kinh nghiệm rồi, giờ tôi chỉ lại. Mà chẳng những như vậy mà Phật dùng thân của Phật để trải qua những kinh nghiệm đó, rồi cuối cùng Phật chặn liền, Phật nói thôi khỏi theo, tôi qua rồi, tôi biết cái đó rồi, khỏi vô. Phật nói cho anh biết là Phật qua cái đó rồi, tức là dùng cái thân của Phật để trải nghiệm cái đó. Và giờ Phật biết nó ra sao rồi, cho nên Phật nói thôi, nếu không cần thiết đừng nhào vô, đừng làm điều đó. Cho đó, cái đó gọi là pháp thù thắng. Và đặc biệt cái thù thắng ở đây là cứu khổ ban vui. Thí dụ Phật dạy nè, đừng nói những cái điều, đừng nói những cái điều đâm thọc để cho người ta mít lòng. Cái đó gọi là hai lưỡi, lưỡng thiệt. Nhưng mà Phật chỉ biểu đừng xong, Phật không dừng ngay đó, Phật nói ngược thêm nữa, mà ngược lại phải nói những điều hàn gắn, hòa hợp. Ban vui cho người ta là mình phải nói điều tốt, cứu khổ người ta là đừng nói điều xấu. Đi thăm bệnh, đi thăm bệnh là ban vui. Khuyến tấn người ta đừng có nói những cái điều tiêu cực. Vừa nghe người ta bệnh ung thư, chưa biết ung thư gì mà được tới đâu, bước vô, trời ơi chị có biết cái bệnh này không? Chữa chứ không được bao lâu đâu nghe. Tức là mình nghe có vẻ mình ban vui cho người ta, nhưng mà hình như là mình đến mình cho người ta cái sự sợ hãi. Có một vị Phật tử á, khi mà mẹ chết không có biết cái vụ mà để 8 tiếng. Tới họ ông già mất thì được nghe người ta chỉ là phải để 8 tiếng thì mới được siêu. Trời ơi, cả gia đình đau khổ kể từ khi nghe câu đó. Tại vì lúc mẹ mất không biết. Mẹ vừa mất phone nhà hoàng ta pick up liền. Và nghĩ rằng mình đã làm một cái điều mà mẹ mình không siêu thoát. Thì khi mà đến gặp Pháp Hòa thì Pháp Hòa không lẽ bây giờ nói trời ơi chị, sao chị lại làm như vậy? Gia đình bây giờ làm sao đây, qua 49 ngày sao cứu đây? Trời ơi, cái chuyện bà đó có đi không mình không biết, mà mình hồi mình vẽ vời ra cái kiểu như vậy. Thì Pháp Hòa mới nói thật sự cái 8 tiếng đó không phải là cho người ta siêu, mà để nói lên là cái người đó mới mất rồi thì mình cũng muốn để cho họ đi trong cái thanh thản nhẹ nhàng, không ảnh hưởng gì hết. Tới mình làm sao, cái chuyện đó đã rồi mà chưa chắc, cho dù để 8 tiếng cũng chắc gì vãng sanh. Ai cũng nghĩ rằng để 8 tiếng mới vãng sanh, không có chắc. Ví dụ bây giờ cái người đó họ bị tai nạn nằm ngoài đường, bị tai nạn xe mất tại chỗ ngoài đường, mình bảo đừng đụng, để 8 tiếng. Ai vãng sanh đâu không biết, mà sẽ có người vãng tiếp. Tại vì traffic, xe không được. Đây Pháp Hòa thưa đại chúng là ở phía trước đầu đường của chùa mình. Mỗi một lần lễ lớn là mình để một cái bảng. Tối năm mình để cái bảng là lễ gì đó. Để sáng chiều là chính phủ ở đây họ phone vô, họ biểu là mình phải dẹp cái bảng đó ngay. Tại vì mình để như vậy và xe tốc độ người ta đang lái nhanh á, người ta thấy cái bảng đó thì người ta hiếu kỳ, người ta chậm lại người ta đọc. Khi mà người ta chậm lại người ta đọc thì ở đằng sau này nó đang ở cái tốc độ nhanh là gây tai nạn xe cộ rất là lẹ. Cho nên họ biểu mình phải hạ cái bảng đó xuống. Đừng có để mình để lễ hội Quan Âm Khánh Thành gì, trời ơi người ta đứng người ta đọc 2-3 phút là xe nó nhào tới.
Thì Pháp Hòa mới thưa đại chúng là mình là Phật tử, mình phải tin Phật và mình phải hiểu Phật, và mình phải hiểu được cái cách hành trì một cách trong sáng như vậy. Ai đủ duyên được trợ niệm 8 tiếng đó là được duyên trợ niệm, chứ không phải là được 8 tiếng đó là được về rảnh. Nếu như vậy thì dễ dàng hơn đi Mỹ, đi Canada nữa. Thôi cái chuyện mà mình, cái chuyện mà đi vãng sanh đó, đó là chỉ được cái duyên để được hộ niệm trợ duyên. Còn tùy theo cái phước đức, cái định lực tu của người đó, chứ không phải là vấn đề 8 tiếng. Cho đừng, mà nếu mà mình, người ta đã rồi rồi mà còn nói nữa thì cho người ta thêm sợ hãi. Người ta nói với mình là chưa, tôi đang thờ Phật, cái để dĩa trái cây lên nó nặng quá, nó gãy cái miếng kiến làm hai, Phật nó rớt bể hết. Trời ơi chết rồi chị ơi, chắc nhà có điềm mà. Mồ Phật. Là người mình, người ta sợ liên tức khắc. Cho nên cái đó gọi là không phải cứu khổ mà cũng chẳng phải ban vui, mà mình chỉ gieo rắc cho người ta thêm cái sợ hãi, cái lo lắng. Mà hoàn toàn Phật không hề. Như vừa rồi có một Phật tử thỉnh một cái tượng Phật rất đẹp mà về gãy ngón tay, bị Đức Quan Âm bắt cái ấn gãy ngón tay. Họ hỏi Pháp Hòa bây giờ cái tượng đó làm sao. Pháp Hòa nói biết sửa không? Sửa, biết sửa thì mua clay về sửa. Cho dù không biết sửa, để Phật đi thầy thờ cũng chẳng sao hết. Pháp Hòa ví dụ, những cái viện bảo tàng á, nó đem những cái tượng Phật mà bị ngày xưa, bị chiến tranh, bị này mẻ nước đổ, người ta vẫn có những ngôi chùa, người ta vẫn để những tượng Phật đó. Để làm chi? Để nói lên cái tính cách lịch sử và cái giá trị của bức tượng đó. Ở cái chùa Thê Hà, Pháp Hòa, nếu Pháp Hòa nhớ không sai, ở Thê Hà, Nam Kinh, Trung Quốc, có thờ một tượng Phật Di Đà đứt cái cổ, gãy nguyên cái cổ đầu. Thì cái câu chuyện kể rằng khi mà người Nhật họ xâm chiếm Trung Quốc đó, thì họ lấy cái đầu Phật đó đem về Nhật Bản để vô viện bảo tàng. Thì cuối cùng cái người, cái ông tướng mà ngày xưa mang cái tượng, cái đầu Phật đem về ở Nhật Bản đó, ổng nằm chiêm bao và ổng thấy rằng ổng phải có trách nhiệm mang cái bức tượng đó, trả cái đầu đó trả lại cho bức tượng đặt ở tại Trung Quốc. Ông nằm chiêm bao, ông thấy rồi cuối cùng liên lạc làm sao thì biết được cái nửa thân đó còn nằm ở tại Trung Quốc, ở cái chùa đó, ổng có cái đầu. Thì ổng mới mang cái đầu Phật cũng gỡ ổng trả lại. Do cái chất chiêm bao của ổng thấy như vậy. Thì cuối cùng để người chùa mới lấy cái đầu Phật lại, gắn lên cái tượng đó và để như vậy thờ. Có sao đâu. Bây giờ không lẽ chi gì một ngón tay mà đem dục cả cái tượng. Cũng giống như con người mình thôi, không lẽ giờ mình bệnh rồi đi mổ mắt xong rồi hư, mà giờ bác sĩ nói con mắt này là phải hư rồi, phải bỏ luôn chứ không thể để là nó ăn vi trùng là chết. Thì giữ cái mạng này phải hư sinh con mắt. Không lẽ diện mắt hư, thôi cho tôi đi luôn đi chứ để. Mình ví dụ như vậy. Cho nên cái pháp của Phật, tại sao gọi là thù thắng? Thù thắng ở cái chỗ là không gieo rắc bất cứ một cái sợ hãi, một cái hâm dọa cho ai. Bây giờ đại chúng có thương Phật, kính Phật, Phật cũng bình thường. Mà mình không thương Phật, có phỉ báng Phật cũng bình thường. Không phải vì mình ca ngợi Phật phù hộ mà mình phỉ báng Phật, Phật phạt mình. Nếu mà Phật có cái tâm đó thì chưa phải là một vị Phật, chưa phải là một vị thánh. Cho nên trong kinh giải thích, Đức Như Lai đã tự được lợi ích, lại còn thương xót cứu tế lợi ích cho vô lượng chúng sanh, gọi là sống đúng như pháp thù thắng. Giống như là các vị khất sĩ mỗi ngày ôm bình bát đi khất thực và chỉ giữ thức ăn đúng cái liều lượng của mình, ăn đủ no ngày đó thôi, không có cần giữ lại, cho nên khỏe lắm. Pháp Hòa ví dụ như hôm nay mình ăn cái món cá kho gì, kho ngon quá, cất lại, mai ăn, cất tủ lạnh nha, ghi tên đàng hoàng. Mai tới giờ ăn, kiếm cái chén đó không ra. Trời ơi, đi vòng vòng kiếm hoài, chén tôi mới để đấy nè. Thật ra quý thầy cất lại cũng chưa chắc là hạnh phúc.
Hạnh phúc của người khác, người ta bướng vô, người ta hạnh phúc quá, ai để sẵn cho người ta, ta thỉnh cái chén đó, để tên để chứ. Cho nên Phật hồi xưa là Phật có cái pháp thù thắng là không có cất đồ ăn cách đêm. Nó cũng có nguyên do là vì không có tủ lạnh. Phật không có tủ lạnh mà cũng không có cái microwave để hâm. Cho nên phải biến thành cái luật là không được để đồ ăn cách đêm. Và thậm chí Phật nói là không được ăn. Là vì sao? Ăn vô lỡ trúng thực chết. Nhưng mà phải nói thành luật. Cho nên Phật thấy Phật có những cái mà mình thấy bây giờ mình cất mình giữ cũng chưa chắc mình hạnh phúc. Hồi xưa có ông thầy đó, ông đi tu mà ông gánh mỗi lần ông đi chùa, tới chùa Trúc Lâm hay Tây Thiên, ông tu ông gánh ba cái gánh y áo. Bữa nọ ông gánh hì hục trên đường đi, tới đầu đường gặp Phật. Phật hỏi ông đi đâu vậy? Ông gánh nhiều vậy? Nói dạ đây là quần áo của con, y của con. Phật mới lấy một cái y Phật tròn vô, Phật ngồi ngoài lạnh, vẫn còn lạnh. Phật tròn cái thứ hai, vẫn lạnh. Tròn cái thứ ba, đủ ấm. Kể từ đó Phật chế luật, mỗi người ba y. Vì Phật thử rồi, Phật ngồi ngoài kia một y lạnh, hai y lạnh, ba y đủ ấm. Thì Phật nói là mỗi thầy ba y thôi. Trời ơi, bây giờ mình thêm số 0. Phật mới nói là người tu là tứ đại giai không. Bây giờ mình ngược lại, dạ, có nghĩa là con sẽ được 4 con số 0. Thật ra mình biết là bây giờ mình có nhiều đó. Mặc dù mình hưởng cái nhiều đó, mình biết trong cái nhiều đó là mình cũng cũng gọi là nhiều rồi đó. Thậm chí nó là quá nhiều. Có nhiều khi đi tu đem 20 bộ đồ, sáng bộ, nấu ăn xong trưa bộ. Đâu có lỗi gì, nhưng mà tại cái thời buổi nó vậy đó. Nhưng mà có nghĩa là khi mình càng nhiều là mình càng không có thoải mái, tại vì mình phải bưng khiêng dữ lắm, khổ lắm. Mà gặp ai ở trên cái tầng là phải bưng nguyên cái vali. Thượng lên trên rồi phải thượng xuống nữa. Cho nên sống đúng như pháp thù thắng. Cái thứ ba là trí huệ thù thắng. Phật có bốn cái thù thắng. Cái trí thù thắng của Phật là gì? Thứ nhất là Phật có bốn được bốn cái vô ngại: nghĩa vô ngại, pháp vô ngại, từ vô ngại, lạc thuyết vô ngại. Thế nào gọi là pháp? Phật biết văn chương chữ nghĩa đó, gọi là pháp vô ngại, biết hết. Nghĩa vô ngại là giải thích được, nói cái đó mà giải thích được. Từ vô ngại là có được những cái sinh ngữ của mỗi quốc độ. Ở đây bây giờ thỉnh thoảng quý vị vô những cái nhà hàng của Mỹ á, cái căn bản nhất á, thí dụ như ở bên Mỹ á, người ta không có xài chữ washroom, mà người ta già xài cái chữ là restroom, phòng nghỉ ngơi. Ở bên này á, là mình xài phòng rửa, washroom. Qua bên Pháp á, ta xài toilet. Qua Âu Châu ta xài toilet, nó thẳng vậy đó. Còn đi qua bên Trung Quốc á, thì là phòng rửa tay. Rồi có bên Việt Nam thì WC. Ví dụ vậy đó. Thì cái người mà người ta có cái từ vô ngại là đi quốc độ nào nhìn cái bảng đó ta biết. Nhưng mà có những chỗ nó không để chữ đó. Nó để hai chữ. Nó để gì? Chứ để chữ guy, girl. Xưa nay nếu mình, trong mắt mình là chỉ có chữ washroom, toilet vậy thôi là mình đi kiếm chết luôn. Có nhiều khi nó không để chữ gì hết, nó để một thằng nhỏ với một con nhỏ. Thí dụ vậy. Cho nên mình, nếu mà mình có được cái từ vô ngại là mình biết được những cái cách sử dụng từ ngữ của các nơi. Hồi sáng hôm qua này nhém chút xíu là Pháp Hòa ăn nhầm đồ ăn của mèo rồi đó. Là vì mùa hè vừa rồi có con mèo hoang nó tới đây nó sanh nè.
Rồi mấy ông tiểu của mình đó là thương quá trời quá đất, đi hùng tiền lại mua đồ ăn cho mèo, mua cả đống rồi nó đi mất tiêu rồi dư. Thì nó có một loại đồ ăn của mèo nhìn giống như mấy cái chips mà con hình con cá, con mèo, con gà, con vịt gì á, mà cột lại để ngay cái bàn ăn chỗ cái counter. Pháp Hòa sớm xác đi vô mở cái thấy cái bịch này lên, trời cái hình gì cũng dễ thương quá, mà nó nhìn giống như là những cái bịch chips của mấy đứa nhỏ nó ăn á. May là Pháp Hòa mở ra, Pháp Hòa thử rồi cái mình đọc kỹ lại thấy con mèo nó happy. Thấy cái hình con mèo nó đang hạnh phúc với cái miếng ăn đó quá, rồi trời đất, đồ ăn của mèo. Pháp Hòa mới cột lại đem ra chỗ khác. Tại vì mình biết mình cột là mình để chỗ đó nữa đó là thế nào, mấy bác nhà mình còn lầm dữ nữa. Cũng giống như hồi mình mới qua đó, mình đi vô chợ mình thấy nó để là cat food với dog food đó. Mấy ông nhậu là khoái lắm, dog food là thịt chó. Nhưng mà đâu có biết là dog food là chỗ bán thức ăn để dành cho chó ăn. Mình đọc cái chỗ đó, cho nên mình thấy nó để chữ sugar free. Ồ, chỗ này muốn ăn gì ăn, cho đường miễn phí. Nhưng mà chữ free của người Mỹ nghĩa là không có cái đó. Ví dụ như món ăn không có đường, những người nào bệnh tiểu đường có thể ăn được, họ để là sugar free. Không có bột ngọt, phải có gì đó, phải có chữ free nghĩa là không có cái đó. À, smoke free nghĩa là chỗ này cho hút thuốc. Không biết từ, không biết từ ngữ của cái quốc độ đó. Mình có được cái đó, mình đi đâu mình cũng thoải mái. Cái đó gọi là từ vô ngại. Pháp vô ngại, nghĩa vô ngại, từ vô ngại. Hồi nãy có một bác kia người Huế, bác nói chị ơi chị em sai cái ní rồi chị đối giùm em. Cái bà kia bác cầm nó, ủa cái này có một cái mà đôi cái gì. Bác người Huế biểu đôi là bỏ đi. Người kia không hiểu tiếng Huế, cầm có một cái nữa, cái này có một cái mà xin cô đôi. Thì nếu mình hiểu được cái chữ đôi là đem bỏ, thì mình ta nói cái mình biết liền. Còn mình không biết chữ đôi là chi thì mình cứ cầm mình nói này có một chiếc à. Chị đưa tôi chiếc mà chị biểu đôi rồi mai mốt chị đòi biết tôi đưa đâu. Hiểu được cái đó gọi là từ vô ngại. Phật có cái đó. Phật có cái từ vô ngại là Phật đi tới đâu, quốc độ nào, Phật có thể hiểu được ngôn ngữ. Cho nên Phật biết là tương lai mình sẽ ăn buffet, sắp hàng đi lấy cơm. Cho nên Phật bày trước, ôm mình bát đi khất thực. Phật bày cho mình ăn kiểu đó trước rồi, bây giờ qua đây mình bắt trước. Nhưng mà Phật đã bày cái vụ đó rồi. Nhưng mà thay vì mình nấu sẵn, mình để rồi mình tự múc, còn cái này ôm mình bát đi ngoài đường, ai cúng gì cho nấy là buffet rồi chứ gì nữa. Cho nên các vị khất sĩ ôm mình bát đi khất thực là đúng nhất. Bây giờ mình bắt đầu mới trở về cái kiểu đó, nấu để đó rồi tự múc vô bát. Lượng khí. Lượng là gì? Lượng sức của mình. Khí là cái vụn dụng cụ. Ứng lượng khí, nghĩa của chữ bình bát đó. Cái chữ bình bát mà quý vị thường nghe nó, ô bình bát để ăn cơm, thì bình bát nghĩa là gì? Chữ bát nghĩa là gì? Chữ bát nghĩa là ứng lượng khí. Cái vật dụng mà mình lượng được cái sức ăn của mình để đựng thức ăn trong đó. Hồi nhỏ Pháp Hòa đi tỉnh xá đó, Pháp Hòa thích cái giờ cúng hội. Hồi xưa kêu cúng sao hội, một tháng cúng 4 lần. Các sư ôm mình bát cúng xong rồi là thức ăn trộn vô đó hết, rồi ăn bao nhiêu lượng lại trong bát, dư bao nhiêu múc ra. Trời ơi, Pháp Hòa quỳ thì hụp lại là chờ cái chén cơm đó đó. Cái chén cơm mà xớt bát ra đó, xớt bát ra, ngon lắm. Thì các sư chừa lại, chừa lại mình ăn bao nhiêu trong bát, dư bao nhiêu để ra cái chén bên ngoài. Còn bây giờ qua chùa Bắc Tông á, các vị sẽ thấy là ịnh cơm lại, hai cái chén cơm trắng ịnh lại một cúc. Rồi cúng xong rồi ăn bao nhiêu mới để một chén mình, còn nhiêu đưa lại cho Phật tử. Cái đó gọi là lưu phạn, lưu là gì? Đưa phạn trả lại. Nhưng mà khổ, cơm tươi không ăn, ăn cả cục vậy. Ăn cơm ịnh.
ịn hai chén cơm lại, cúng cúng xong rồi xớt ra. Cái thứ tư là gì? Một, hai, ba, bốn. Cái thứ tư là cụ túc thù thắng. Chữ cụ túc nghĩa là đầy đủ. Chữ cụ này là đầy đủ. Cụ túc thù thắng nghĩa là đầy đủ công hạnh, thọ mạng, trì giới và tri kiến. Tức là Phật có cái công hạnh tu nè, Phật có cái thọ mạng nè, Phật có được cái tri kiến nè, và trì giới. Bốn cái này có đầy đủ. Thí dụ như cái thọ mạng của Phật 80 năm, Phật giữ giới đủ 80 năm. Mình thì có thể khác. Tức là có thể là 30 năm đầu của mình sống ăn chơi làm lỗi, rồi còn được có 40 năm sau mới tu thôi. Thì tu được 40 năm, 30 năm trước không có tu, chả không trọn vẹn. Hiểu ý chỗ đó không? Gọi là thọ mạng đầy đủ, nghĩa là cái thọ mạng của Phật và cái sự thọ mạng bao nhiêu là tu được bấy nhiêu. Còn mình bây giờ là ngó lại là mình tu mới sau này thôi. Và thậm chí mình bước vô chùa, mình được quy y, mình được mệnh danh là tu rồi, nhưng mà chắc gì cái tu mình, công hạnh của mình, trì giới của mình nó tương đồng với cái thời điểm mình đi chùa, chưa chắc. Cho nên mình chưa gọi là cụ túc. Nhưng mình quán Phật có cụ túc như vậy để mình cố gắng. Cái thứ năm là gì? Gọi là hành xứ thù thắng. Hành xứ là cái chỗ làm của mình. Cái chỗ mà Phật tu đó, Phật được ba cái tam muội. Chữ tam muội là tiếng Phạn, phiên âm từ chữ Samadhi, mà người Trung Hoa dịch chữ tam muội là chánh định. Phật dịch, mình dịch cái chữ tam muội, thí dụ quý vị thường đọc trong kinh đó, nghe nó là tam muội, mình đừng có dịch theo cái chữ tàu ha. Tam là ba, muội là con gái, a muội a muội. Tam muội là chữ phiên âm từ cái chữ samadhi và dịch nghĩa là chánh định. Chánh định là gì? Là mình được cái sự định tĩnh một cách viên mãn, rốt ráo, trọn vẹn, kêu là chánh định. Ví dụ mình cầm ly nước mình uống, mà mình uống trọn vẹn, không có bị bất cứ một cái gì nó xen tạp vô. Uống nước này gọi là uống nước chánh định. Hay nói một cách khác cho dễ hiểu là chánh niệm. Trọn vẹn chánh niệm. Thí dụ cầm ly nước lên, nước trà nóng, biết rõ như vậy, không có xen thứ khác. Trà, trà 103 nha, trà 109 nha, mình có cái sen vô. Mà cô này cũng pha đậm quá, uống mất ngon, pha vô chút đó nữa, hay là pha lạc vô không ngon. Thì Phật có cái chánh định đó là chánh định gì? Cái gì Phật có cái chánh định là tất cả các pháp là không. Phật rõ ràng nhìn tất cả các sự hiện tượng, sự vật trên thế gian này là không. Và Phật thấy được tất cả các pháp nó không có cái tướng thật của nó. Chính vì vậy Phật thấy rằng tất cả các pháp là không, và không có cái gì nó có cái tướng thật của nó, cho nên còn mất đối với Phật bình thường. Pháp Hòa ví dụ, bây giờ Phật nhìn cái ly này, Phật thấy cái ly này là không nè, là bởi vì nó là do đất, nước, gió, lửa mà làm nên mà. Cho nên ngay cái ly nó đang hiện hữu, Phật vẫn thấy nó là không. Chữ không mà Phật thấy đây có nghĩa là không có gì hết, mà không thật có. Đấy, rớt xuống, bây giờ mình gọi là cái nắp. Nhưng khi nó bể ra hết, ta cầm lên, ô cái này là rác, đây là một cái đống gạch vụn, thí dụ vậy. Vậy thì cái nắp mà chúng ta gọi nó bằng cái tên, cái tướng nó là cái tướng nắp. Nhưng mà ngay cái tướng này nó cũng chẳng có tướng gì gọi là nắp cả. Chẳng qua là giờ nó có cái chớm cầm ở trên này, mình kêu là cái nắp. Nhưng lỡ mình không có cái dĩa để mình đựng bánh, thì mình lật cái này lên, mình làm cái dĩa vẫn được như thường. Đâu có cái gì tướng thật của nó đâu. Cái nắp cũng có thể là cái dĩa.
Mà thậm chí có nhiều bữa bưng cái ly ra không có cái nắp, kiếm cái dĩa chồng lên gọi là cái nắp. Vậy thì cái dĩa nó cũng không thật cái dĩa của nó, nó cũng có thể là tướng khác. Mà chính vì vậy cho nên Phật không có cãi lộn. À, anh muốn kêu cái nắp cũng được, tại vì đậy lên cái ly thì anh kêu cái nắp thôi. Rồi bây giờ để dưới cái dĩa thì anh kêu cái dĩa thôi. Có gì đâu mà tôi phải tác ý. Cho nên Phật có được một cái chánh định là vô tác. Vô tác nghĩa là không khởi, không có cần phải làm một tác ý gì nữa hết. Anh muốn gọi gì cũng được hết. Còn mình bây giờ là tác tùm lum. Thậm chí mới nhìn thoáng thoáng là tác rồi đó. Đó đó nè, để ý nè, nghe đó đó. Thấy không? Tôi bón là đúng lắm mà. Và mình cứ bị cái đó. Còn Phật là thấy không, vô tướng, vô tác. Cho nên tại sao chùa hay xây cổng tam quan? Cái cổng tam quan của nhà chùa đó là tượng trưng cho ba cái ý đó đó. Mình muốn tu mà đến nơi đến chốn mà tu an lạc, tu hạnh phúc ở đời này là mình phải thấy được ba cái thật tướng không. Đấy, thí dụ như giờ quý vị gọi này là quyển kinh, tại vì nó đối với mình là Phật tử, mình nhìn đây là một quyển kinh. Nhưng mà đưa cho một cái người không phải là Phật tử, họ nói đây là cái quyển sách, họ có thể dục một cái gốc nào đó. Ôi da, quyển kinh đội trên đầu. Nhưng mà thì ngược lại, thí dụ một cái anh nào đó đưa cho mình một quyển kinh của ảnh, cái mình nói liền cái này ngoại đạo. Mình có thể bỏ. Vậy thì cái quyển kinh đó nó cũng là không luôn. Là gì, đối với ai? Và chẳng qua là do giấy nè, in có chữ rồi mình gom lại mình kêu là quyển kinh, xé ra là kêu là tờ giấy, đốt nó lên kêu tro, xé nó ra kêu rác. Thì mình phải thấy được cái không đó, mình thấy được cái vô tướng của nó. Này bây giờ kêu quyển sách phải không, xé ra từng tờ không còn là quyển sách nữa, tướng mất. Nhưng mà mình á, thường thường là đợi tới nát tan ra mới kêu cái tướng đó. Còn Phật không có. Phật thấy là Phật biết được cái thật tướng của nó rồi. Cho nên Phật vô tác. Vô tác là không còn khởi gì nữa hết. Anh kêu cái gì cũng được hết, tại vì anh đang đẩy cái đó lên thì anh kêu cái nắp, tôi đồng ý. Rợn lát nữa anh dở xuống, anh để cái này. 10 năm trước ở đây là cái farm, cái miếng đất ruộng, chỗ người ta làm nuôi bò. Cái nhà bếp mà mình ăn cơm mấy ngày trước đó, đó là cái chuồng bò. Cái chỗ quý cô ở bây giờ đó, dành nhau mấy cái phòng đó, chuồng bò không đó. Nhưng mà nếu mà là chuồng bò mà mình biết chuyển nghiệp, từ cái xấu chuyển thành ra cái tốt. Từ một cái chuồng bò cũng có thể ra thành ra chùa mà. Thì từ một con người xấu ác cũng có thể. Cho nên đừng có chấp cái tướng ác của ảnh. Tướng ác đâu cũng không, tại vì nó gặp duyên nó ác, chứ còn nó gặp duyên thiện nó thiện. Cho nên người thế gian người ta mới nói đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Đó là tại thế gian người ta sống kiểu vậy. Còn mình không phải vậy. Đi với ma cũng phải cà sa, chứ không phải đi với ma mặc áo giấy. Vậy là mình đồng quá với họ. Người thế gian người ta làm vậy được. Mình người tu không phải. Bộ tôi khùng sao tôi chửi nó chửi tôi không biết chửi lại. Như vậy là mình đồng. Cho nên cái hành xứ đó thù thắng lắm. Cái chỗ làm đó thù thắng lắm. Không ai làm mà mình làm. Thí dụ như vậy, tôi có danh là trụ trì, tôi có cái tướng trụ trì, cái danh trụ trì, trời ơi mình dính cái đó là mình chết. Hình như là ngồi ăn không bao giờ làm. Còn nếu mà mình không dính cái tướng đó, mình là không, mình là vô tướng, cho nên mình đi làm ô xin cũng được, rửa chén cũng được, rửa nồi cũng được, quét nhà cũng được. Thứ năm vừa rồi là thầy cho lên đây chùa Nhà Cầu nha, đổ rác nha, đi trải giường cho Phật tử nha. Leo lên giường nằm cái trời ơi ai trải mà không đủ. Thì mình phải thấy được. Cho nên cái người mà người ta
Cái này không phải khoe, nhưng mà đây là thực tập. Mình thực tập không vô tướng vô tác. Bây giờ vô tác là sao nè? Trời ơi, tôi tới đây tôi có ăn, tôi có ở, tôi sướng vậy, không complain gì nữa hết. Tôi phải vô tác là tại vì tôi không làm gì mà giờ được vậy, thì còn gì nữa là để nói. Mình phải vô tác như vậy, mình đi tới đâu mình mới khỏe. Vừa rồi có một Phật tử mua cái vé máy bay cho Pháp Hòa mà mua first class. Pháp Hòa đâu có biết, hoàn toàn không có biết cái vé đó là first class. Mà họ biết là Pháp Hòa sẽ không chịu cái vụ này, cho nên tự nhiên mua vé xong gọi tới: thầy ơi, mai mốt con có lỗi gì thầy cho con sám hối nha. Pháp Hòa đâu có biết cái chuyện gì, tự nhiên nói câu đó. Tới hồi Pháp Hòa gửi cái vé máy bay cho anh Hân để nhờ ảnh check in giùm. Ảnh còn chọc Pháp Hòa, nói chúc mừng thầy, thầy hôm nay thầy đừng có hồi hộp nghe gì đó, vì thầy đi ngồi first class mới giật mình. Không có anh Ân nói câu đó, và cũng không biết là cái vé máy bay đó là first class. Trời ơi, mình vô mình mắc cỡ muốn chết. Mặc dây vô ngồi first class. Rồi đã vậy xong rồi lát nó tới nói ăn gì uống gì. Pháp Hòa nói cho tôi là uổng lắm, tại tôi lên tôi ngủ không à. Tôi có ăn có uống gì đâu. Thì cuối cùng cái vị đó mới nhắn tin: bữa nay về thầy hiểu con tại sao con sám hối với thầy chưa. Vô tướng là vô tác là tại vì mình không khởi ý là phải ngồi first class, cho nên mình có ngồi không ngồi không có sao hết. Còn mình mà bắt người ta mua vé vai trong đầu nghĩ, mình giả bộ mình rên: trời, tôi đau chân, đau lưng, đau mình, đau mấy gì. Không nói thẳng, nhưng mà nói vậy để coi coi Phật tử ta có động lòng ta mua first class không. Mình có tác. Cho nên tới hồi mà người ta gửi cái vé máy bay qua mà mình vô nó ngồi chật cứng, trời ơi trời, không hiểu ý gì hết trơn. Rồi bây giờ qua kể cái chuyện có tác nè. Cái hồi đó mà rau lan chưa có được qua đây y xèo như bây giờ đó, trời ơi thèm ăn rau lan lắm. Người Huế gọi đọt khoai đó. Người Huế mà biểu người Nam đi chợ kêu mua đọt khoai, người Nam ra chợ kiếm hoài kiếm ra. Ông ơi, con đi chờ cả ngày mà ông thầy đọt khoai nơi. Đọt khoai là chi rồi ốm. Tới hồi ông cầm bó nói cái này nè, trời ơi cái này kêu khoai lang, rau lang. Người Huế gọi đọt khoai, người Nam kêu là rau lang. Trời ơi, đi tới cái nhà đó người ta trồng được chừng khoảnh vậy nè, thèm quá trời mà khen hoài mà không cắt vô luôn. Khen cái đống rau lang hoài mà sao chủ nhà không luộc cho mình ăn. Tới hồi tiễn mình ra cửa mà vẫn ngó lại nói chào nó một cái rồi mới đi về. Có gì mà có tác là có khổ, thấy không? Chỉ dù chỉ là một đám khoai, đám rau thường, đừng nói là danh vọng địa vị gì khác. Không vô tướng vô tác. Mình vô tác là mình sẽ khỏe, không có khởi gì hết. Thí dụ như có những vị đăng ký khóa tu chưa bao giờ biết có khái niệm gì tới thiên phòng ốc làm sao, khỏe lắm. Cho nên cho tôi ngủ đâu tôi hạnh phúc à, tại vì tôi không có tác ý gì hết. Còn tôi biết phòng 112 ngó ra đâu, phòng 113 rồi cái giường đó ra làm sao, rồi là lúc đặng cho tôi phòng đó nghe. Tại vì cái phòng đó nó có cái đó, mình dính cái đó. Rồi cái mai mốt, cái vào ngày mà mai mốt mà cái dãy mà cư xá mà xây xong rồi là cái dãy kia sẽ bị bỏ, bị lãng quên cho xem. Cho nên hôm nay Pháp Hòa đi tới lui, Pháp Hòa chỉ mặt nó rồi, mà nói nhớ nghe, mai mốt bị bỏ quên đó. Cho nên lúc mà được người ta thương cũng đừng có lên mặt nghe. Phòng 112, 13, 14, 15, 16, 17 nghe. Mai mốt hai dãy cư xá kia xong rồi là biết mặt. Thì mình hiểu được như vậy. Thì Pháp Hòa nói được cái ý của cái chữ vô tác đó, là để cho đại chúng thấy là mình thực tập làm sao. Cái tâm của mình nó thảnh thơi, nó rỗng rang và nó không có cái gì hết thì nó khỏe. Cho nên Phật được cái hành xứ đó. Hành xứ của Phật là không vô tướng vô tác. Có khi
trong pháp số gọi là vô nguyện. Có khi gọi là vô tác. Vô tác là không có tác ý, không khởi một cái gì nữa hết. Vô nguyện là không có ước nguyện, không có xin xỏ gì nữa hết. Hành xứ của Như Phật là, trong này ghi là Như Lai Thế Tôn tu tam muội. Tu tam tam muội, chữ tam là gì? Là ba. Tam tam muội là được ba cái thứ chánh định đó. Mà ba thứ chánh định là gì? Không vô tác vô nguyện. Và cửu thứ đệ định. Cửu thứ đệ định có nghĩa là chín cái tầng bậc định, chín cái tầng bậc của định, tức là đi từng bước tới cái chỗ rốt ráo. Ví dụ như là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi không vô biên xứ, thức vô biên xứ, phi sở hữu xứ, là phi tưởng, phi tưởng xứ. Quý vị hay nghe mấy cái từ này trong kinh đó. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ cái sơ thiền nè. Sơ thiền là ly sinh hỷ lạc. Người nào mà chứng được cái thiền tầng bậc cơ bản nhất của thiền là người đó chứng được cái chỗ gọi là lìa bỏ được cái sự vui vẻ. Quý vị đang ở Tây Thiên, quý vị chứng được sơ thiền rồi đó. Tại vì thường thường là cuối tuần là đi shopping. Bữa nay ly được cái shopping. Ly là lìa mà. Cái sơ thiền là ly sinh hỷ lạc, nghĩa là lìa được cái đó liền có được sự vui vẻ. Người chứng được sơ thiền là vậy. Thế mỗi thứ bảy tôi thường rủ bạn đi ăn. Mà mỗi lần chúng tôi đi ăn là một cái bàn điểm sắm, nhiều món ăn và nhiều tiền lắm. Thứ nhất là tốn tiền, thứ hai ăn toàn mấy cái dầu mỡ, ăn lên cân lên ký mà chẳng bổ béo gì. Nhờ lên tu viện Tây Thiên tu 10 ngày bỏ được 10 ngày điểm sắm, ly sinh hỷ lạc. Rồi giờ cái thiền thứ hai, ở nhà mà tôi muốn thích thú vui vẻ đó là tôi phải nhờ mở nhạc lên. Nào là chế linh, nào là gì gì đó. Bữa nay tôi vô đây rồi không có được hát hò gì, không được nghe gì hết, mà cứ lóc cóc len can từ sáng tới chiều. Định sinh hỷ lạc là nhị thiền. Sự tĩnh lặng làm cho mình có niềm vui. Vậy hôm nay mình có được hai cái lưu vui này chưa? Ly sinh hỷ lạc, định sinh hỷ lạc. Ly hỷ diệu lạc là tức thiền thứ ba. Mình tới đây rồi, ồ, cái bếp sao mà nó vui quá. Người nói một câu một tiếng sắc gọt rồi vui vẻ nói cười, cái đó là hỷ. Nhưng bây giờ hôm nào á, mình không có nghĩ rằng phải tới chùa là lúc nào phải ồn ào như vậy, mà lên đây nhìn ra đám rừng, nhìn qua bầu trời, nhìn cảnh bình minh, nhìn cái hoàng hôn, nhìn ánh trăng vui quá. Cái đó gọi là gì? Ly hỷ diệu lạc. Chữ lạc với chữ hỷ là cũng là vui, nhưng mà cái hỷ nó có tính cách vui rộn ràng, chữ lạc nó có tính cách vui tĩnh lặng. Có nhiều khi mình vui, thí dụ như nãy giờ Phú Hòa nói chuyện quý vị vui, hay là tổ chức buổi thiền trà mình hát đó, vui nhưng mà vui trong đạo tốt so với cái vui thế gian. Nhưng mà có những lúc ly cái vui này luôn, không thiền trà, không gì hết, có thể ngồi hưởng được cái tịnh lạc vắng lặng. Tôi có thể đi thiền hành xuống bờ sông, tôi ngồi ở dưới đó, xuống bờ hồ. Tôi có thể đi thiền hành trong đám rừng. Tôi có thể đi quanh đài Quan Âm thưởng thức trăng và không cần nói chuyện, không cần gì. Tôi an tịnh một mình tôi. Cái đó gọi là ly hỷ diệu lạc. Đó là tầng thiền thứ ba. Và tầng thiền thứ tư là xả niệm thanh tịnh. Không còn một cái khởi niệm nào nữa cả. Tĩnh lặng vô cùng. Thì đó là bốn tầng thiền. Tu từng bậc vậy. Cho đến khi nào mình có được cái tầng thiền thứ chín là tầng thiền của Phật á, gọi là diệt tận định.
Ví dụ như mình đặt câu hỏi là ủa Phật ngồi thiền là Phật thiền tới đâu mà gọi là thành Phật, thì mình phải nhớ là diệt tận định. Cái chứng, cái thiền chứng của Phật là diệt tận định. Và diệt tận định này nó còn có một cái tên là vô gián định. Vô gián định là cái định này Phật ở trong cái định không bao giờ dừng. Vô gián tức là không có gián đoạn. Cho nên chỗ chứng của Phật là diệt tận định, không có một chút phiền não nào hay là bất cứ một cái ý niệm nào nó khởi nữa. Ở trong cái định tĩnh viên mãn như vậy. Thôi Đức Phật có 7 cái thù thắng mà mình mới nói được có 5 thù thắng thôi. Giờ hết giờ rồi. Cảm ơn đại chúng đã tham dự buổi sinh hoạt hôm nay. Và chúng ta sẽ tiếp tục cái phần này một bài pháp thoại nữa. Dạ. Bây giờ đại chúng cùng chắp tay hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận. Nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng Phật đạo vô thượng.